Chào anh chị quay trở lại với Tuấn Ca Villa thì video này Tuấn sẽ giới thiệu với anh chị một căn nhà có mặt tiền trên đường Trường Sa, quận 3. À, căn nhà cho bán hôm nay đây anh chị có địa chỉ là 854 đường Trường Sa, phường 14, quận 3. À, thì có chữ Family Home đó. Căn nhà có diện tích là 5,2 x 15 15,2. À, diện tích công nhận là 71m5. Và kết cấu của nó là một trệt, một lửng và bốn lầu, một mái che thang thì um, diện tích sàn đó là bốn trăm mười hai mét chị thấy là căn nhà xây mới và khá đẹp hiện nay căn nhà đang có hợp đồng cho thuê là sáu uh, mươi triệu cho một tháng uh, căn nhà này có một điểm đặc biệt đó là chúng ta thấy là nó có một cái mặt tiền tương nói lớn năm phẩy hai mét và bên hông thì uh, nó có là hẻm hông chị thấy nó uh, có một cái mặt tiền đây hẻm hông uh, À, đây là đoạn đường à, Trường Sa mà các phương tiện được di chuyển hai chiều. Thì vị trí căn nhà tọa lạc thì à, qua hướng này thì anh chị thấy đó là cầu Lê Văn Sĩ. À, nhìn qua sen nhiều Lộc thì nó rất gần cầu Lê Văn Sĩ và đoạn này được lưu thông hai chiều. À, còn tư à, nếu mà chúng ta đi từ quận Nhất qua khỏi cầu Lê Văn Sĩ này thì à, nó chỉ được lưu thông một chiều. À, hình ảnh đây anh chị thấy là đây các phương tiện đang được lâu thông hai chiều trên đường trường sa à, và bên kia đó là bên kia kênh như lộc là đường hoàng sa cũng được lưu thông hai chiều khu à, vực này à, căn nhà này thì đang được chào bán với giá là ba mươi hai tỷ à, căn nhà này có một cái điểm mạnh đó là cái mặt tiền đường lớn à, cái mặt tiền ngang lớn đó là năm m hai và kết cấu đẹp cũng như là hợp đồng cho thuê khá là tốt thì anh chị quan tâm căn này thì vui lòng liên hệ với tuấn thì tuấn sẽ cung cấp thêm thông tin cho các anh chị xin cảm ơn và hẹn gặp lại